chào quý khán giả đã theo dõi bản tin thế giới nổi bật trong ngày của Phúc Quân TV. Bản tin sẽ liên tục cập nhật những tin tức thời sự mới nhất và phân tích các sự kiện nóng trong ngày. Bản tin hôm nay có những thông tin nổi bật sau đây. Trump nói ông có thể phải bán loạt bất động sản với giá siêu rẻ để có thể nộp phạt 464 triệu đô la Mỹ theo phán quyết của tòa New York. Ông Trump đe dọa đại sứ Australia tại Mỹ Kevin Ross có thể bị trục xuất sau khi nhà ngoại giao này nhiều lần chỉ trích cựu tổng thống. Mỹ tái khẳng định cam kết bảo vệ Philippines theo hiệp ước phòng thủ chung trong bối cảnh căng thẳng Manila Bắc Kinh ở Biển Đông gia tăng, cảnh sát Brazil khởi tố cựu tổng thống Jair Bolsonaro với cáo buộc làm giả hồ sơ chứng nhận tiêm chủng Covid-19. Tướng cấp cao Mỹ cảnh báo Trung Quốc có thể lên kế hoạch tấn công vệ tinh Mỹ từ mặt trăng. Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa tuyên bố nếu ông tái đắc cử, Washington sẽ không bảo vệ thành viên NATO khỏi nguy cơ tấn công từ Nga nếu thành viên đó không đóng góp đủ ngân sách. Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng nước này kiểm soát là Oloka ở phía tây Africa và đẩy lùi nhiều đợt tấn công của Ukraine trong khu vực. Ông Trump không có đủ 464 triệu đô la Mỹ nộp phạt, trong khi các công ty bảo hiểm ngần ngại bảo lãnh cho án phạt quá lớn, khiến cựu tổng thống có nguy cơ bị tịch thu tài sản. Vừa rồi là những thông tin chính có trong chương trình. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với những thông tin chi tiết. Ông Trump lo bán tháo bất động sản để nộp phạt. Trump nói ông có thể phải bán tháo loạt bất động sản với giá siêu rẻ để có tiền nộp phạt 464 triệu đô la Mỹ từ cáo buộc thổi phồng giá trị tài sản để được hưởng các khoản vay hay điều khoản bảo hiểm ưu đãi ở bang New York. Thẩm phán Egoron thật sự muốn tôi nộp hàng trăm triệu đô la Mỹ để có quyền kháng cáo phán quyết lố bịch của ông ấy. Nói cách khác, ông ấy đang muốn tước đi quyền kháng nghị của tôi. Chưa từng nghe về những điều như này như trước đây. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19 tháng 3 đăng trên mạng xã hội Twitter. Thẩm phán Egeron của tòa New York là người hồi tháng 2 ra phán quyết yêu cầu ông Trump nộp phạt 355 triệu đô la Mỹ với cáo buộc thổi phồng giá trị tài sản để được hưởng các khoản vay hay điều khoản bảo hiểm ưu đãi ở bang này. Cộng với tiền lãi, ông Trump phải nộp phạt tổng cộng 464 triệu đô la Mỹ. Trump không chấp nhận phán quyết của tòa và đã đệ đơn kháng cáo nhưng luật quy định ông vẫn phải nộp phạt trong quá trình chờ kết quả kháng nghị dự kiến kéo dài nhiều năm nếu kháng cáo thành công số tiền đã nộp phạt sẽ được trả lại cho cựu tổng thống tôi sẽ buộc phải thế chấp hoặc bán các bất động sản có thể với giá siêu rẻ nếu tôi kháng cáo thành công số tài sản đó cũng biến mất điều đó có nghĩa là gì đây là cuộc săn phù thủy can thiệp bầu cử ông trump nói Nhóm luật sư của ông Trump hôm ngày 18 tháng 3 nộp đơn đề nghị tòa phúc thẩm bang hoãn thi hành án phạt với lý do đây là số tiền quá lớn. Các luật sư cho biết với ông Trump đã thông qua 4 công ty môi giới để tiếp cận 30 công ty bảo lãnh cho khoản phạt nhưng đều không thành công. Tập đoàn Trump có tính thanh khoản tốt nhưng họ không có 1 tỷ đô la Mỹ tiền mặt hay tương đương tiền, các luật sư biết. Với công ty đã đầu tư phần lớn tài sản vào bất động sản như tập đoàn Trump, Việc đạt được thỏa thuận bảo lãnh cho khoản phạt 464 triệu đô la Mỹ là bất khả thi. Cựu tổng thống Mỹ tuyên bố có tài sản hàng tỷ đô la Mỹ, nhưng hầu hết là bất động sản. Theo ước tính của tạp chí Forbes tháng 9 năm 2023, ông Trump sở hữu khối tài sản 2,6 tỷ đô la Mỹ. Ông Trump dọa trục xuất đại sứ Australia nếu đắc cử. Ông Trump đe dọa đại sứ Australia tại Mỹ Kevin Rudd có thể bị trục xuất sau khi nhà ngoại giao đầy nhiều lần chỉ trích cựu tổng thống. Trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình ngày 19 tháng 3, khi được yêu cầu bình luận về đại sứ Australia tại Mỹ Kevin Truss, cựu tổng thống Donald Trump cho biết, Ông nghe nói nhà ngoại giao này hơi cáo kỉnh. Tôi cũng nghe nói ông ấy không phải là người xuất sắc nhất. Tôi không biết nhiều về ông ấy, nhưng nếu có thái độ thù địch, ông ấy sẽ không ngồi ở chức vụ đó lâu đâu, Trump nói thêm. Kevin Rudd, 66 tuổi, từng là thủ tướng Australia trong giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2010 và tháng 6 đến tháng 9 năm 2013. Ông trở thành đại sứ Australia tại Mỹ từ tháng 3 năm 2023. Trước khi đảm nhiệm vai trò ngoại giao, ông từng chỉ trích Trump là tổng thống phá hoại nhất lịch sử, là kẻ phản bội phương Tây. Sau khi nhập chức, ông Rudd đã có giọng điệu ôn hòa hơn, nói cả Mỹ và Australia đều là những nền dân chủ vững mạnh, và ông đã làm việc thoải mái, thuận lợi với các thành viên cấp cao đảng Cộng Hòa. Ông Trump tuần trước hội đủ số phiếu đại biểu để trở thành ứng viên tổng thống đảng Cộng Hòa trong cuộc đua vào Nhà Trắng tháng 11. Các cuộc thăm dò cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông và tổng thống Joe Biden rất xích sao. Người phát ngôn chính phủ Australia đã lên tiếng bảo vệ Rose, nói ông đang làm rất tốt vai trò đại sứ. Trong nhiệm kỳ đại sứ, ông Kurtz tập trung tăng cường hợp tác quốc phòng theo thỏa thuận AUKUS Hiệp ước An ninh giữa Australia, Mỹ và Anh. Thỏa thuận này sẽ cho phép Australia phát triển tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và loạt vũ khí tiên tiến khác của Mỹ. Nghị sĩ đảng Dân chủ Joe Coney đăng trên X rằng việc bổ nhiệm đại sứ Rudd đã củng cố mối quan hệ giữa hai nước. Ông ấy được nghị sĩ lưỡng đảng tôn trọng và khâm phục, thành tích hiếm có đối với các đại sứ ở thủ đô Washington, ông Coney cho hay. Mỹ tái khẳng định cam kết sắt đá trong bảo vệ Philippines Mỹ tái khẳng định cam kết bảo vệ Philippines theo hiệp ước phòng thủ chung trong bối cảnh căng thẳng Manila- Bắc Kinh ở Biển Đông đang gia tăng. "Chúng tôi sát cánh cùng Philippines và tuân thủ các cam kết sắt đá của mình trong đó có nghĩa vụ theo hiệp ước phòng thủ chung", Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói trong cuộc gặp với người đồng cấp Philippines Enrique Manalo tại Manila hôm ngày 19 tháng 3. Ông Blinken cho biết, Mỹ và Philippines chia sẻ quan ngại về các hành động của Trung Quốc đe dọa tầm nhìn chung về khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương tự do và rộng mở, trong đó có khu vực Biển Đông. Ngoại trưởng Mỹ cũng cho rằng, các hành động gần đây của Trung Quốc như xịt vòi rồng cho tàu chạy cắt mặt, bám sát tàu công vụ Philippines ở Biển Đông đã vi phạm luật quốc tế cùng các quyền của Philippines. Ngoại trưởng Mỹ Blinken cho hay, theo Hiệp ước Phòng thủ chung năm 1951, Mỹ có nghĩa vụ bảo vệ Philippines nếu quân nhân, tàu và phi cơ của nước này bị tấn công vũ trang ở bất kỳ khu vực nào trên Biển Đông. Ngoại trưởng Mỹ, Philippines mô tả liên minh theo hiệp ước giữa hai nước đang trên đà phát triển, nhưng thừa nhận cần hành động nhiều hơn. Hai nước khẳng định việc tăng cường quan hệ quốc phòng không nhằm mục đích chống lại bất kỳ quốc gia nào. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc lâm kiếm, sau đó phản bác cáo buộc của Ngoại trưởng Mỹ. Mỹ không phải bên liên quan ở Biển Đông và không có quyền can thiệp vấn đề trên biển giữa Trung Quốc với Philippines, ông Lâm nói. Tuyên bố Trung Quốc sẽ tiếp tục thực hiện biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích ở Biển Đông. Quan hệ Philippines-Trung Quốc đang căng thẳng liên quan đến tranh chấp ở bãi Cỏ Mây, nơi Manila duy trì hiện diện của một nhóm lính thủy đánh bộ trên tàu PRP Sierra Madre, cũ nát mắc cạn ở thực thể này. Philippines thường xuyên tiếp tế cho binh sĩ trên tàu PRP Sierra Marie tuyên bố đó vẫn là một chiến hạm trong biên chế và bất cứ hành động quân sự nào nhắm vào con tàu này đều có thể kích hoạt hiệp ước phòng thủ chung với Mỹ. Cảnh sát Philippines hôm ngày 5 tháng 3 cho biết tàu của họ bị hư hại sau khi va chạm với tàu hải cảnh Trung Quốc trong lúc làm nhiệm vụ tiếp tế tại bãi cỏ mây. Sau va chạm, tàu Philippines vẫn làm nhiệm vụ tiếp tế nhưng cáo buộc tàu hải cảnh Trung Quốc phun vòi rồng khiến 4 thủy thủ bị thương. Hải cảnh Trung Quốc cùng ngày ra tuyên bố cho biết lực lượng nước này đã thực hiện các biện pháp kiểm soát nhằm ngăn chặn tàu Philippines tiến vào vùng biển gần bãi cỏ mây. Trung Quốc gần đây nhiều lần chỉ trích quyết định của Philippines cho phép Mỹ tăng hiện diện quân sự theo Hiệp ước Quốc phòng năm 2014, có thể làm suy yếu an ninh của Bắc Kinh và khu vực. Washington, Manila lên kế hoạch tổ chức đợt diễn tập thường niên lớn nhất vào tháng 4 ở Philippines. Địa điểm diễn tập có một khu vực ở phía bắc Philippines nằm rất gần đảo Đài Loan. Cựu tổng thống Brazil bị khởi tố Cảnh sát Brazil khởi tố cựu tổng thống Jair Bolsonaro với cáo buộc làm giả hồ sơ chứng nhận tiêm chủng Covid-19. Cựu tổng thống Jair Bolsonaro cùng 16 cá nhân khác bị cáo buộc đã chèn thông tin sai sự thật vào dữ liệu y tế công của Brazil trong giai đoạn từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 12 năm 2022 với mục đích làm giả chứng nhận bản thân ông, con gái 12 tuổi và những người thân tính đã tiêm phòng vaccine Covid-19. Theo hồ sơ khởi tố của cảnh sát liên bang được tòa án tối cao Brazil công khai vào ngày 19 tháng 3, đây là quyết định khởi tố đầu tiên mà ông Bolsonaro phải đối mặt kể từ khi mãn nhiệm. Cựu tổng thống Brazil đang bị bủa vây bởi hàng loạt rắc rối pháp lý, trong đó có những cáo buộc về mối liên hệ với vụ bạo loạn ở thủ đô vào năm 2023 nhằm thay đổi kết quả bầu cử. Thanh tra cảnh sát Fabio Avarezo, người ký quyết định khởi tố cho biết Ông Bolsonaro cùng các trợ lý đã thay đổi dữ liệu tiêm vaccine để tự phát hành chứng nhận tiêm phòng, sau đó sử dụng giấy tờ giả để lách các quy định phòng dịch. Show cũng bổ sung rằng, ông Bolsonaro cùng đội ngũ thân cận đã nhiều lần sử dụng chứng nhận tiêm chủng ngụy tạo. Cơ quan điều tra dẫn lời khai từ Mauro Cid, trợ lý của Bolsonaro, tiết lộ cựu tổng thống đã yêu cầu ông nhập dữ liệu giả vào hệ thống của Bộ Y tế Brazil cho ông và con gái. Sid khai ông đã tận tay chuyển giấy chứng nhận tiêm phòng COVID-19 cho Bolsonaro. Cảnh sát liên bang xác định ông Bolsonaro cùng trợ lý can thiệp vào hệ thống dữ liệu. Trước khi ông sang Mỹ tháng 12 năm 2022, hai tháng sau khi ông thất cử, Bolsonaro thời điểm đó cần chứng nhận tiêm phòng COVID-19 để nhập cảnh vào Mỹ, dù trước đó ông nhiều lần khẳng định mình chưa bao giờ tiêm vaccine. Cựu Tổng thống Brazil đã được mời thẩm vấn vào tháng 5 năm 2023, trong đó ông phủ nhận mọi sai lầm. Fabio Guartem, luật sư của Bolsonaro nói, cựu tổng thống Brazil vô tội. Ông cho rằng cáo buộc từ cảnh sát là ngớ ngẩn vì cá nhân ông Bolsonaro không cần đến chứng nhận tiêm phòng Covid-19 khi giữ chức tổng thống. Ông chỉ trích cuộc điều tra là đòn công kích chính trị và thực chất nhằm che đậy tham vọng chính trị ngày càng lớn của chính quyền đương nhiệm. Cựu tổng thống Brazil bị tịch thu hộ chiếu từ đầu năm nay để ngăn ông xuất cảnh và phối hợp điều tra vụ bạo loạn lật kèo bầu cử năm 2023 sau khi quyết định khởi tố từ cảnh sát liên bang. Văn phòng Tổng công tố Brazil đã cân nhắc đưa ra kháng cáo với ông Bolsonaro trước tòa án tối cao. Nếu bị kết tội làm giả dữ liệu y tế, chính trị gia 68 tuổi có thể đối mặt mức án 2 đến 12 năm tù. Tôi là Đỗ Thành Minh. Trước đây tôi có bị căn bệnh là phong tê thấp, rất là đau nhức của hai cái chân, đi lại rất là khó khăn và sử dụng rất nhiều các loại thuốc cũng không khỏi. Tôi đã tìm hiểu rất nhiều các hãng máy và cuối cùng tôi đã tìm hiểu được đây là tôi có mua cái máy massage của hãng Muraco của Mỹ Và sau khi mua được cái máy massage của Muraco của Mỹ để về tôi sử dụng hàng ngày thì cái cắt bệnh của tôi nó khỏi hoàn toàn Và đi lại rất là dễ dàng, không như trước đây nữa Hệ thống rút của hai cái chân này là các cái hãng khác là gần như là không có Mỹ lo Trung Quốc có thể tìm cách bắn rơi vệ tinh tự mặt trăng Defensive One đưa tin tướng Anthony Mattali, chỉ huy lực lượng không gian Mỹ ở Ấn Độ, Thái Bình Dương, đã đề cập tới chương trình thám hiểm mặt trăng của Trung Quốc tại một hội nghị hôm ngày 18 tháng 3. Ông Mattali cảnh báo Trung Quốc có thể lên kế hoạch tấn công vệ tinh Mỹ từ mặt trăng. Tướng Mỹ nói rằng ông vẫn tập trung nhất vào xung đột tiềm tàng trên trái đất, nhưng chiến lược mặt trăng của Trung Quốc cần được Mỹ xem xét khẩn cấp. Mỹ có hàng ngàn vệ tinh trên quỹ đạo được sử dụng cho nhiều mục đích dân sự và quân sự. Washington cũng có các vệ tinh dùng để theo dõi các mối đe dọa tên lửa đạn đạo. Giới chức Mỹ trong thời gian qua nhiều lần cảnh báo về kế hoạch quân sự của Trung Quốc trong không gian. Tướng Stephen Whitting, người đứng đầu Bộ Chỉ huy Vũ trụ Mỹ tại phiên điều trần Quốc hội hồi tháng 2 nói rằng khả năng quân sự của Trung Quốc trong không gian đang phát triển với tốc độ chóng mặt. Trung Quốc sau đó đã bác bỏ các tuyên bố này, cáo buộc Mỹ đưa ra tuyên bố như một cái cớ để mở rộng sức mạnh quân sự của chính họ. Năm 2019, tờ thăm dò của Trung Quốc có tên Hàng Nga 4 đã đắp thành công xuống khu vực bí ẩn vùng tối của mặt trăng. Trung Quốc trở thành quốc gia đầu tiên thám hiểm khu vực chưa từng được biết tới của mặt trăng nhằm khám phá thêm về lịch sử và sự hình thành của vệ tinh tự nhiên duy nhất của trái đất. Trung Quốc sau đó đã lấy mẫu đất từ mặt trăng trở lại trái đất, Bắc Kinh tuyên bố họ có kế hoạch đưa người lên mặt trăng trước năm 2030 và thành lập trung tâm nghiên cứu khoa học trên hành tinh này. Đầu năm ngoái, giám đốc cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA, Bill Nelson từng nói về kịch bản mà ông cho rằng Trung Quốc có thể tuyên bố chủ quyền với một số khu vực trên mặt trăng. Một thực tế là chúng ta đang ở một cuộc đua không gian và tốt hơn hết chúng ta nên canh chừng để họ, Trung Quốc không đến được với một số khu vực trên mặt trăng dưới vỏ bọc nghiên cứu khoa học. Rất có khả năng họ sẽ nói hãy rời đi, chúng tôi đã ở đây rồi, đây là lãnh thổ của chúng tôi nếu được đến các khu vực đó. Quan chức Mỹ cảnh báo. Trong vài năm qua, Cơ quan Quản lý Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc CNSA cũng đã đưa thành công một tàu quỹ đạo và một tàu tự hành tới xa hỏa, đồng thời phóng trạm vũ trụ của riêng họ vào quỹ đạo trái đất. Trung Quốc trong thập niên qua vừa đã đạt được những thành công và tiến bộ to lớn trong chương trình không gian. Ông Nelson khi đó thừa nhận, tuy nhiên ông vẫn bày tỏ sự tin tưởng rằng NASA có đủ khả năng để giành chiến thắng trong cuộc đua không gian và hoàn thành mục tiêu đã đặt ra là đưa một phi hành đoàn lên mặt trăng vào năm 2025. Ông Trump nêu lý do dọa không bảo vệ đồng minh NATO trong sự kiện vận động tranh cử tại bang Nam Carolina vào ngày 10 tháng 2, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết từng dọa không bảo vệ các thành viên NATO không góp đủ ngân sách cho liên minh cũng như khuyến khích nga làm bất cứ điều gì họ muốn. Nhiều bên sau đó chỉ trách bình luận của ông Trump. Họ muốn dùng câu nói ấy như thế nào cũng được, tôi không quan tâm. Lập trường đó chỉ là một chiến thuật đàm phán. Ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn với Nature Fages, chiếu trên kênh TV News của Anh vào ngày 19 tháng 3, khi được hỏi về những chỉ trích đối với lời đe dọa bỏ rơi đồng minh NATO. Theo ông Trump, Mỹ đang trả 90%, thậm chí tới 100% chi phí của NATO, gọi đây là điều bất công nhất. Tại sao chúng tôi phải bảo vệ những nước có nhiều tiền nhưng để mặc cho Mỹ gồng gánh phần lớn chi phí của NATO, ông Trump cho biết. Đừng quên rằng liên minh này quan trọng với họ hơn với chúng tôi, ông bình luận về các đồng minh NATO tại châu Âu. Chúng ta có cả một đại dương rộng đẹp ngăn nước Mỹ với các rắc rối, do đó liên minh quan trọng hơn đối với họ. Cựu Tổng thống Mỹ tự tin ông có thể đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tôi rất thân với ông Putin, đây là điều tốt, không phải chuyện gì xấu, ông Trump nói. Từ trước nhiệm kỳ năm 2017 đến năm 2020, Trump đã bày tỏ không hài lòng về cam kết ngân sách quốc phòng của các đồng minh NATO. Ông cho rằng 28 nước còn lại trong liên minh đang không đóng góp tương xứng với năng lực nền kinh tế, phó mặt cho Mỹ đảm bảo an ninh cho cả khối. NATO vào năm 2014 chuẩn hóa cam kết mỗi thành viên chi ngân sách tối thiểu 2% GDP cho an ninh quốc phòng. Tuy nhiên, cam kết này chỉ mang tính tự nguyện và NATO cũng không quy định hình thức xử phạt nào đối với thành viên không đạt chi tiêu. Hiệp ước thành lập NATO cũng không quy định hình thức nào tương tự lập trường của ông Trump, là các nước phải đóng phí tham gia liên minh nga tuyên bố kiểm soát thêm làng gần africa bộ quốc phòng nga thông báo lực lượng nước này kiểm soát làng obloka ở phía tây africa và đẩy lùi nhiều đợt tấn công của ukraine trong khu vực trên hướng Adivka cánh quân trung tâm, kiểm soát làng Olovka và cải thiện tình hình dọc chiến tuyến, Bộ Quốc phòng Nga ngày 19 tháng 3 cho biết, lực lượng Nga đẩy lùi 6 đợt phản công của lữ đoàn bộ binh cơ giới số 47, 53 và 56 của Ukraine trong khu vực lân cận. Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Ukraine mất 125 binh sĩ, 2 xe chiến đấu bộ binh và 5 phương tiện cơ giới trong khu vực trên. Lực lượng Nga phản pháo và bán chúng tổ hợp M1-9 Paladin, do Mỹ sản xuất, một lựu đạn MSTB và hai khẩu D20, một khẩu D30 và một pháo chống tăng MT-12 Rapira của Ukraine. Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin Nga kiểm soát làng Olovka. Tuy nhiên, giới chức Ukraine thừa nhận tình hình trên truyền tuyến khó khăn và hối thúc phương Tây thực hiện cam kết viện trợ quân sự. Kiểm soát làng Olovka là bước tiến mới nhất trong chuỗi thành công mà lực lượng Nga đạt được sau khi giành được Adivka. Sau khi để mất hành trì ở tỉnh Donetsk, Ukraine buộc phải rút lui về tuyến sau để phòng thủ. Các đợt chuyển vũ khí từ châu Âu đang chậm lại. Trong khi năng lực ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine bị hạn chế, gói viện trợ quân sự trị giá 60 tỷ USD cho Ukraine của Mỹ đang mắc kẹt tại quốc hội nước này. Tại cuộc họp báo cáo trực tuyến ngày 19 tháng 3, Ngoại trưởng Dmitry Kuleba nói viện trợ quân sự chậm trễ khiến quan trị Ukraine bị sốc. Sắp hết tháng 3 nhưng các cuộc thảo luận về lợi ích sống còn, chiến lược của Mỹ ở châu Âu vẫn chưa kết thúc. Ông Kuleba nói. Trump chật vật tìm bên bảo lãnh án phạt 464 triệu đô la Mỹ. Ông Trump không có đủ 464 triệu đô la Mỹ nộp phạt, trong khi các công ty bảo hiểm ngần ngại bảo lãnh cho án phạt quá lớn, khiến cựu tổng thống có nguy cơ bị tịch thu tài sản. Thẩm phán New York Arthur Erogan hồi tháng 2 ra phán quyết yêu cầu cựu tổng thống Mỹ Donald Trump nộp phạt 355 triệu đô la Mỹ với cáo buộc thổi phồng giá trị tài sản để được hưởng các khoản vay hay điều khoản bảo hiểm ưu đãi ở bang này. Cùng với tiền lãi, tính đến ngày 15 tháng 3, ông Trump phải nộp phạt 454 triệu đô la Mỹ. Đây là vụ kiện dân sự do Tổng trưởng lý New York Letitia James khởi xướng nhằm vào hoạt động của Ban bảo lãnh tập đoàn Trump. Tổng cộng Trump cùng hai con trai Eric Trump, Donald Trump Jr., những cá nhân chủ chốt tại tập đoàn nợ chính quyền bang New York, 464 triệu USD cựu Tổng thống Mỹ không chấp nhận phán quyết của tòa và đã đệ đơn kháng cáo. Nhưng luật quy định, ông vẫn phải nộp phạt trong quá trình chờ kết quả kháng nghị, dự kiến kéo dài nhiều năm. Nếu kháng cáo thành công, số tiền đã nộp phạt sẽ được trả lại cho cựu Tổng thống. Trump hiện không có tiền mặt để nộp phạt. Năm 2023, cựu Tổng thống cho biết ông có hơn 400 triệu USD tiền mặt, nhưng Forbes nhận định ông đã đầu tư phần lớn số tiền này vào trái phiếu, tín phiếu, phần nhỏ vào cổ phiếu và quỹ tương hỗ. Về lý thuyết, Tổng trưởng lý James có thể ra lệnh tịch thu tài sản của ông Trump, gồm nhiều bất động sản ở New York, bất kỳ lúc nào khi thẩm phán Egoron ra phán quyết. Tuy nhiên, bà đã cho ông Trump thời gian ân hạn đến ngày 25 tháng 3. Để ngăn bà James tịch thu tài sản, ông Trump có hai lựa chọn là viết xét cho chính quyền bang New York để ký quỹ hoặc được công ty bảo hiểm đứng ra bảo lãnh tiền phạt trong thời gian kháng cáo. Công ty bảo lãnh sẽ chịu trách nhiệm chi trả trong trường hợp ông Trump kháng cáo thất bại và không thể thanh toán. Bảo lãnh kháng cáo là hồ sơ được một công ty bảo lãnh hoặc một tổ chức tài chính nộp cho tòa án với cam kết sẽ thực hiện phán quyết. Theo luật bang New York, bị kháng cáo còn phải chịu lãi suất 9% một năm cho đến khi nộp phạt hoặc kháng cáo kết thúc. Khoản tiền lãi cũng được tính vào số tiền bảo lãnh. Công ty bảo lãnh là bên đứng mũi chiều xào. Nếu khách hàng thua kiện và không thể thanh toán, do đó họ muốn khách hàng phải đồng hành bằng cách có tài sản thế chấp là tiền mặt hoặc tương đương tiền như cổ phiếu, trái phiếu. Theo giới chuyên gia, mỗi thương vụ mỗi khác nhưng nhìn chung công ty bảo hiểm không muốn nhận bất động sản, đặc biệt là khi tài sản này đã được thế chấp ở một nơi khác. Trong trường hợp khi cựu Tổng thống Trump để được bảo lãnh án, ông cần có tài sản thế chấp trị giá tương đương 120% so với phán quyết, tức là hơn 550 triệu USD. Nhóm luật sư của ông Trump ngày 18 tháng 3 nộp đơn đề nghị tòa phúc thẩm bằng hoãn thi hành án phạt với lý do đây là số tiền quá lớn nhưng không được chấp thuận. Các luật sư cho biết phía ông Trump đã thông qua 4 công ty môi giới để tiếp cận 30 công ty bảo lãnh nhưng đều không thành công do án phạt quá lớn kéo theo số tiền bảo lãnh khổng lồ. Quy mô bảo lãnh như vậy là vi hiến phi Mỹ chưa từng có tiền lệ và trên thực tế là điều bất khả thi với mọi công ty kể cả công ty thành công như của tôi. Ông Trump viết trên mạng xã hội Trust Social, các công ty bảo lãnh chưa bao giờ nghe thấy con số như vậy hay đủ khả năng để chấp nhận, ngay cả khi họ muốn. Gary Giulietti, giám đốc môi giới tại công ty bảo hiểm Lockton Company cho hay một vài công ty bảo lãnh lớn có quy định không chấp nhận bảo lãnh cho các khoản phạt trên 100 triệu USD và không công ty nào trong số này nhận thế chấp bằng bất động sản, khiến tình thế của ông Trump trở nên ngặt nghèo hơn. Tôi hiểu rằng tập đoàn Trump có thanh khoản tốt, nhưng họ không có một tỷ USD tiền mặt hoặc tương đương tiền. Giulietti nói, bảo lãnh ở quy mô này là điều hiếm thấy. Nếu có thì chúng cũng thường xảy ra đối với các công ty đại chúng lớn nhất thế giới, không phải cá nhân hay doanh nghiệp tư nhân. Ông Trump còn phải trả phí cho các công ty bảo hiểm, thường chiếm 1-3% giá trị bảo lãnh. Số tiền này không được hoàn lại, bất kể kết quả kháng cáo của cựu Tổng thống. Ngoài ra, ông Trump là bị cáo có vị thế đặc biệt. Ông đang là ứng viên duy nhất của Đảng Cộng Hòa cho cuộc bầu cử Tổng thống tháng 11. Nếu ông đắc cử, công ty bảo lãnh sẽ rất khó đòi tiền từ một Tổng thống tại nhiệm, nhất là khi người đó từng có bê bối pháp lý. Nhóm luật sư của cựu Tổng thống cho rằng ông không cần bảo lãnh bởi có tài sản cá nhân đủ trẻ trả nếu thu kiện. Họ cũng đề nghị hạ mức bảo lãnh xuống 100 triệu USD, nhưng bà Chêm phản đối. Bà cho rằng ông Trump và đồng phạm sẽ tìm cách không thực hiện hoặc khiến quá trình thực hiện phán quyết gặp nhiều khó khăn. Ông Trump tuyên bố có tài sản hàng tỷ USD, nhưng hầu hết là bất động sản. Theo ước tính của thạc chí Fox, tháng 9 năm 2023, ông Trump sở hữu khối tài sản 2,6 tỷ USD. Nếu bạn đang kháng cáo một án phạt tài chính, tòa án muốn đảm bảo nếu thu kiện, bị cáo vẫn có thể nộp phạt. Kevin J. O'Brien, cựu công tố viên đang là luật sư ở New York nói thêm rằng đây là quy trình chuẩn, cái khó ở đây là quy mô án phạt theo phán quyết. Theo Obion, nếu Trump có thể chứng minh rằng mình sẽ chắc chắn thắng kiện, ông ấy có thể tranh luận để hạ mức bảo lãnh. Theo Obion, một lý do khác khiến Trump gặp khó khăn trong tìm bên bảo lãnh là ông có thể đã thế chấp đến giới hạn và các bên cho vay không muốn tiếp tục làm ăn với một cựu tổng thống đang vướng vào bê bối pháp lý, tài chính. Mọi ánh mắt đang đổ dồn vào ông ấy, luật sư này nói. Trong trường hợp tòa phúc thẩm không hủy hạn chót bảo lãnh hoặc ông Trump không huy động đủ tiền, bà Trump có thể bắt đầu nhắm đến tài sản của cựu tổng thống. Động thái mà Tổng trưởng lý New York nói sẽ không do so dự thực hiện. Luật sư bất động sản New York Melissa Levin nhận định nếu cần phải gom đủ tiền trước hạn chót 25 tháng 3, Trump nhiều khả năng sẽ buộc phải bán rẻ bất động sản của mình để trả tiền bảo lãnh. Nếu không, không có gì có thể ngăn bà Trump và bang New York đề nghị tòa tịch thu một số tài sản của ông ấy. Levin nói, các luật sư lập luận ông Trump không nên bị ép phải bàn tháo bất động sản để thu về tiền mặt, bởi các giao dịch như vậy sẽ gây thiệt hại lớn. Cựu Tổng thống cũng không thể mua lại bất động sản với giá trị đã bán nếu thắng kiện. Levin và luật sư dân sự New York Imran Ansari Thêm rằng bà James có thể nhắm đến các tài sản của ông Trump ở bang khác, trong đó có dinh thự Mar-a-Lago ở bang Florida, thậm chí là tài khoản ngân hàng, lương, tác phẩm nghệ thuật và tiền thuê nhà. Theo Obion, nếu muốn tịch thu tài sản của ông Trump ở bang khác, bà James sẽ phải đệ đơn lên tòa án khu vực đó. Động thái này có thể tạo ra một quy trình pháp lý kéo dài và cực kỳ phức tạp, nhưng cũng có thể khiến Trump mất quyền sở hữu những tài sản đã bị tịch thu. Về nỗ lực kháng cáo, tôi không nghĩ ông ấy sẽ thành công. Obion nhận định tòa phúc thẩm sẽ không đảo ngược quyết định của thẩm phán Egoron một cách dễ dàng. Thưa quý vị, ghế massage Luraco là ghế duy nhất được sản xuất tại Hoa Kỳ, là ghế duy nhất được làm vật lý trị liệu cho các quân nhân trong các căn cứ quân sự Hoa Kỳ, là ghế duy nhất có được những bằng chứng khoa học về tính năng vật lý trị liệu hiệu quả. Ghế massage Luraco đã nhận được nhiều giải thưởng danh dự như Top Medical Massage Chair tại Hollywood,

Quý vị đừng quên ấn theo dõi bản tin trên kênh Football Chat TV. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thanh Khang xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo.